Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, vào sáng nay Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay đã bế mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu kết luận và giải đáp một số vấn đề cần quan tâm qua phản ánh trong các cuộc thảo luận vừa qua. Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã đến dự. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị trong các cuộc làm việc toàn thể và tại tổ. Các cuộc thảo luận đã diễn ra sôi nổi với gần 700 ý kiến đóng góp một cách dân chủ, thẳng thắn, tập trung vào các vấn đề, nội dung trọng tâm của nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đạt được sự đồng thuận rất cao về các vấn đề này. Tổng Bí thư cũng cho biết, qua báo cáo tổng hợp dư luận, hội nghị cũng đã được đông đảo dư luận, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng đánh giá cao, khẳng định sự cần thiết và tính thiết thực của việc tổ chức hội nghị đặc biệt quan trọng này. Điều này một lần nữa cho thấy toàn thể đảng viên và nhân dân đang tin tưởng và đang kỳ vọng vào Trung ương Đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay. Chính vì vậy, việc triển khai nghị quyết này, cho dù khó đến mấy, cũng phải quyết tâm làm và phải làm cho kỳ được. Trung ương Đảng lãnh đạo, toàn thể đảng viên, không kể cấp bậc đều phải thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức đảng, các đoàn thể quần chúng, nhân dân và dư luận sẽ giám sát để việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung 4 được tiến hành từng bước chắc chắn, đạt hiệu quả bền vững trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng mà nghị quyết đã nêu ra, nhất là việc đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, kể cả một số cán bộ cao cấp, khắc phục những bất cập của công tác cán bộ, nhất là ở cấp trung ương, cấp chiến lược, khắc phục cơ bản tính hình thức trong thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tinh thần hôm trước bỏ họp Bộ Chính trị, chúng tôi báo cáo các đồng chí quyết tâm cao, thống nhất cao, ra trung ương thế thôi, bỏ phiếu thôi. Khó chúng ta phải làm, vì nếu không làm là nguy cơ đến đảng và chế độ. Mong các đồng chí hết sức thấm thía điều này và truyền cho bên dưới, lần này phải quyết tâm làm. Chúng ta quyết tâm, dân đang ủng hộ. Đi đâu cũng thấy dân nói, người ta rất là quan tâm. Biện pháp chúng ta sẽ tính, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phải hết sức thận trọng. Mà chúng tôi đã nói nhiều lần rồi, tỉnh táo, bình tĩnh, khách quan, không nóng vội. Làm bước nào chắc bước ấy. Giải đáp một số vấn đề cần lưu ý được các đại biểu nêu ra trong quá trình thảo luận, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đề cập vấn đề kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Theo đó, việc thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo nghị quyết Trung 4 không phải là đợt đánh giá đảng viên hàng năm, mà là cả một đợt sinh hoạt chính trị. Trong đó, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập trung vào 3 nội dung chủ yếu như nghị quyết đã chỉ rõ, là về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, gắn với những điều quy định đảng viên không được làm. Thứ nhất là trách nhiệm của tổ chức cấp ủy và từng đảng viên, của người đứng đầu về tình trạng cán bộ đảng viên suy thoái. Thứ hai là những yếu kém trong công tác cán bộ, tình trạng một số trường hợp bố trí cán bộ không đúng, ảnh hưởng tới uy tín cơ quan lãnh đạo quản lý. Sự phát triển của ngành, địa phương, nhất là trong quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển. Và thứ ba là những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyền hạn, trách nhiệm cá nhân, nguyên tắc tự phê bình, phê bình. Bây giờ kiểm điểm cứ bám vào 19 điều mà trả lời đi. Đó là thấy rất khác rồi. Anh có viết bài tán phát không? Anh có nói trái đường lối nghị quyết không? Anh có lợi dụng chức quyền cho người thân, gia đình, vợ con để thế này đi khác, đi nước ngoài, để bạt các thứ làm sao? Có dùng công quỹ để mang tặng quà cái tổ chức cưới xin các thứ, rất là cụ thể, 19 điều các đồng chí. Hôm nọ Bộ Chính trị nói là cứ lấy cái này mang hàng năm mà kiểm điểm. Còn suy thoái về tư tưởng chính trị là cái gì, về đạo đức lối sống là cái gì? Đã nói rất rõ ở trong này, tư tưởng chính trị, sự suy thoái thể hiện ở chỗ phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước vì dân, không làm tròn bổn phận chức trách được giao,
không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng. Nhưng mà đo đếm thế nào? Nói một đằng là một nẻo, đi nước ngoài quan hệ thế nào? Ai kiểm tra kiểm soát? Rồi thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ có đúng không? Hay tự đặt mình lên trên tập thể? Không dám nói. Phân công công tác có nhận không? Thôi chạy hết chỗ này chỗ khác, cho em chỗ nọ chỗ kia. Như nọ tôi nói đấy, họp xong cái ra ngoài chết hết. Thậm chí còn chơi xấu nhau. Nhất là trong công tác cán bộ, thân quen. Nói là tớ ủng hộ cậu, nhưng mà tại vì ông A, ông B kia cho nên là thế này là gây rối nội bộ rồi. Lấy lòng một người nhưng mà phá cả tổ chức, sai nguyên tắc. Bây giờ có chấn chỉnh lại không? Từng đồng chí kiểm điểm xem mình có chuyện này không? Sinh hoạt đảng có đều không? Hay là bỏ sinh hoạt suốt? Có thật coi trọng công tác xây dựng đảng như ông nọ tôi nói không? Hay là nặng chuyên môn thôi? Họp đảng là rất nặng. Thứ hai là sự suy thoái về đạo đức lối sống, thể hiện ở chỗ sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, lãng phí, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết. Phong cách thì quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân, lối sống xa hoa, hưởng lạc. Mà trong một bộ phận không nhỏ, kể cả trong cán bộ lãnh đạo quản lý, và kể cả cấp cao, kể cả người đương chức và nghỉ hưu, trong nghị quyết nói thế, bản thân mình có không? Thế nên phải kiểm điểm hết sức sâu sắc cái đợt này, tập trung vào cái này, lấy ý kiến các đồng chí khác cũng nêu câu hỏi để người ta trả lời vào những vấn đề này, không góp chung chung. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã giải đáp về đối tượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nơi kiểm điểm ở đâu và một số nội dung khác. Sau hội nghị này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ họp để tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu trong hội nghị này, hoàn thiện các kế hoạch quán triệt triển khai thực hiện, các văn bản hướng dẫn và phân công chỉ đạo công tác triển khai thực hiện nghị quyết và chỉ thị của Bộ Chính trị.